Chắc rằng bất kỳ ai trong tất cả chúng ta cũng đã từng sử dụng ổ cứng di động để sao chép dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng, chúng ta sẽ nhận thấy rằng ổ cứng di động không đủ dung lượng để tiếp tục lưu trữ dữ liệu. Lúc này bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là sắm một ổ cứng di động khác, hoặc là tìm đến một giải pháp lưu trữ dữ liệu có dung lượng lớn hơn và tối ưu hơn. Đó chính là NAS Synology. Trong video này, em Sarkov sẽ cùng với bạn khám phá top 4 lý do mà chúng ta nên sử dụng NAS Synology thay thế cho ổ cứng di động. Vậy đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu NAS là gì. NAS là thiết bị lưu trữ dữ liệu tương tự với ổ cứng di động. Tuy nhiên, NAS sẽ kết nối với thiết bị đầu cuối thông qua mạng thay vì cáp USB. Vì thế, bạn có thể upload tập tin, hình ảnh lên NAS dù ở bất kỳ đâu, và người thân, đồng nghiệp của bạn có thể tải tập tin đó xuống một cách rất dễ dàng. Trong khi đó, nếu bạn muốn chép dữ liệu từ ổ cứng di động sang máy tính, bạn bắt buộc phải mang theo ổ cứng và kết nối vào máy tính thông qua cáp USB. Sau đó thì bạn mới có thể thực hiện các thao tác là sao chép tập tin và hình ảnh. Vì thế, nếu bạn quên mang theo ổ cứng di động thì bạn sẽ không thể nào có thể truy xuất được dữ liệu. NAS hỗ trợ đa dạng các thiết bị đầu cuối như PC, laptop, máy tính bảng với các hệ điều hành phổ biến như Android, iOS, Windows, Linux. Đồng thời thì NAS Synology có khả năng tương thích với Smart TV. Tính năng này của NAS cho phép nhân sự cộng tác theo thời gian thực, giúp tăng hiệu suất làm việc. Người dùng gia đình thì sẽ sử dụng NAS để phát video, âm nhạc đến các thiết bị trong nhà như là TV, máy tính bảng mà không cần sử dụng đến máy tính. Thông thường, hầu hết chúng ta sẽ bắt đầu việc lưu trữ dữ liệu bằng một ổ cứng di động hoặc là một thiết bị lưu trữ ngoài như USB. Tuy nhiên thì dữ liệu cần lưu trữ ngày càng gia tăng, bao gồm rất nhiều hình ảnh, video và tập tin công việc. Nếu chỉ vài chục tập tin thì dung lượng lưu trữ không cần phải quá lớn. Tuy nhiên, mỗi ngày làm việc, bạn đều phải tạo ra ít nhất là 5 tập tin khác nhau. Chưa kể đến là những ngành nghề cần phải giữ sụp video hay là phải lưu hình ảnh và video chất lượng cao, thì dung lượng lưu trữ 2TB của các ổ cứng di động sẽ dùng hết rất nhanh. Dung lượng tối đa của các ổ cứng di động thường chỉ đạt ở mức là 5TB. Với các dung lượng lớn hơn thì bạn sẽ cần phải mất rất nhiều chi phí. Trong khi đó, dung lượng của NAS sẽ linh hoạt và tùy thuộc vào dung lượng của ổ cứng được gắn vào. Ví dụ, đối với thiết bị DS723+, mình gắn vào hai ổ cứng có dung lượng là 4TB thì tổng dung lượng lưu trữ tối đa sẽ đạt đến mức là 8TB dữ liệu. Và nếu cần nâng cấp thêm dung lượng, bạn cũng sẽ thực hiện rất dễ dàng. Điểm nổi bật nhất của NAS chính là NAS có khả năng chạy RAID. Ví dụ để bạn dễ hình dung, đó là với thiết bị DS723+ mà mình đang có, mình sẽ gắn hai ổ cứng và setup để thiết bị chạy RAID. Nếu ổ cứng 1 bị hư trong quá trình sử dụng, toàn bộ dữ liệu và cách cấu hình hệ thống trên ổ cứng 2 sẽ được khôi phục lại và hoạt động thay cho ổ cứng 1. Lúc này mình chỉ cần tháo ổ cứng 1 ra và đem đi sửa chữa hoặc là mua một ổ cứng mới để thay thế vào. Trong khi đó, ổ cứng di động có khả năng chạy RAID sẽ có giá thành rất cao. Với các bạn thường xuyên phải đi công tác xa thì thiết bị NAS Synology sẽ là lựa chọn hoàn hảo để thay thế cho ổ cứng di động. Bởi vì với ổ cứng di động, bạn phải luôn mang theo thì mới có thể chép được dữ liệu. Vì thế sẽ rất dễ xảy ra các trường hợp như là hư hỏng thiết bị. Trong khi đó thì với thiết bị NAS, bạn có thể đẩy trực tiếp dữ liệu từ thiết bị đầu cuối như là laptop, điện thoại lên NAS, chỉ cần có kết nối internet. Trên đây là top 4 lý do mà bạn nên sử dụng NAS Synology thay thế cho ổ cứng di động. Nếu bạn đang phân vân giữa việc lựa chọn thiết bị NAS Synology nào phù hợp với nhu cầu của mình, hãy liên hệ ngay với em Sarkov qua hotline trên màn hình. Hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào và cần em Sarkov giải đáp, hãy để lại comment bên dưới. Ngoài ra, em Sarkov còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp về NAS Synology. Bạn có thể xem thêm chi tiết trên màn hình.